Thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bot Gaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu rank cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Bot Gaming, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh rank thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Hello, xin chào anh em đã đến với kênh của mình nha. Thì mình là Boss Game TV nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ đo lường so sánh hai cái vị tướng động vật nha bà con ơi. Trời ơi, gâu bò với gâu voi anh em ơi. Trời ơi, siêu nhân giao động vật anh em à. Đó, cái trận đo lường so sánh ngày hôm nay khá là thú vị mà mình nhận được ý tưởng và yêu cầu của anh em nè. Thì ở cái gâu đầu tiên khi không có đồ mình sẽ cho anh bò thử trước. Cho anh bò của chúng ta nha, Togo như châu như bò, để coi sức mạnh của chúng ta so sánh với chú voi con ở bản đồ như thế nào nha anh em ơi. Đó, ở gâu thứ nhất khi không có đồ thì mình sẽ cho Togo anh bò của chúng ta thử trước nè, với cái cặp sừng gâu bò tót đó chứ không phải dừa đâu à. Ok, anh đang xem video nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em ấy. Nè nè nè, con bò này sẽ thử trước. Ở cái gâu đầu tiên thì mình sẽ đánh lên vị tướng Kohaku AOI nhá. Đó, AOI đây, để coi sức mạnh của chú bò của chúng ta khi không có đồ ở gâu đầu tiên như thế nào đây. Trời, con bò này mạnh lắm, bình thường là đem đi đỡ đòn XP gì không anh em ấy, đâu có đem đi vào mà thử thách mà quýnh tướng gì đâu. Đó nè nè nè, bông bơ bung như đó, con bò là trâu lắm. Bình thường á, bởi vì ngày hôm nay cho góp mặt vào cái clip so sánh đo lường dưới voi luôn, bò dưới voi hợp lực lại ha. Trời ơi, mạnh lắm chứ đồ, mới mười mấy giây mà nở cái máu rồi nè. Đó, gồng chiêu 2 lên mà hút thôi. Thì đây là một vị tướng SP với cái lượng công của mình cũng khá là ghê gớm anh em nha. Đó, có thể thấy nha, tuyệt vời, ông mặt trời đối với vị tướng này luôn. Không biết hoàn thành bao nhiêu đây, đây nè nè, cái nữa vô cùng tuyệt vời luôn. Trời ơi trời, su lắm nha. 24 giây thời gian đối với chú bò của chúng ta. Chú bò thích ăn cỏ, chỉ với 24 giây thời gian ở cái gâu đầu tiên thôi, khi không có đầu nha anh em. Anh em nhớ nha, 24 giây dành cho Togo con bò của chúng ta nha. Không biết cái gâu voi như thế nào đây, chứ gâu bò tót là 24 giây rồi đó. Trời ơi trời, su cana lắm mới được 24 giây dành cho gâu bò tót đó. Không biết gâu voi của chúng ta như thế nào đây. Hôm nay là tiến tập siêu nhân gao mà bà con. Đó, so sánh như hai gao mà, gâu bò với gâu voi mà. Trời ơi tuyệt vời, 24 giây nha. Đồ dinh bò, ok, tiếp theo sẽ là gâu voi nè, vẫn là cái gâu đầu tiên, cái gâu thứ nhất nha anh em ơi. Đấy, nãy là con bò là 24 giây đúng không, không biết con voi này như thế nào đây. Ôi mày, con bò này nó mạnh vậy cái trưởng đó, mình cố lên xíu mình lấy cái điểm cái ông nội voi. Ở bò với voi solo với nhau anh em ơi, trời ơi trời, động trời không. Bình thường là hai ông cố nội này đưa vô làm cái bao cát cho người ta đánh mà, hôm nay bày đặt đánh người ta lợi nữa, trời ơi, đúng là nghiệp quật thì anh em ơi. Ok, để coi sức mạnh của con voi như thế nào nha. Con bò nãy 24 ha. Anh em nhớ nha, bò nãy 24 ở gâu đầu tiên khi không có đồ nè, mình vẫn không lên đồ dành cho chú voi thôi. Thì con voi của chúng ta thì sẽ là gây sức mạnh phép thuật nha. Con bò hồi nãy thì nó nghiêng nghiêng về con vật lý một xíu, thì con voi thì anh em đã biết rồi, lên full phép mà đi gần nó cũng khá là tuyệt vời dành cho chú voi của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay thì đánh lên vị tướng AOI nè. Đó, chỉ mới có mấy giây thôi mà đã được hơn nửa cái máu rồi, vô cùng tuyệt vời luôn. Ôi rồi, sắp hoàn thành luôn, chỉ với 12 giây dành cho gâu voi của chúng ta ở cái gâu đầu tiên khi không có đầu này. Rồi con bò thì 24, thì vậy là đã có kết quả ở cái gâu đầu tiên, cái trận đầu tiên. Để vậy rồi anh em ơi, con voi của chúng ta một điểm nha, 1-0 nghiêng về châu na nha anh em ơi. Trời ơi, đúng là gâu voi thiệt chứ, một điểm nha, một điểm nghiêng về châu na nè. Cái điểm đầu tiên đã thuộc về anh mẻ rồi, rồi anh mẻ vô cùng tuyệt vời luôn mà con ơi. Bởi vậy thiệt luôn á, cái con bò một hồi chắc nó khóc sưng hai con mắt nó luôn quá. Mở ra cái gâu thứ hai nào, chứ anh lấy đường điểm rồi. Đây, cái gâu thứ hai dành cho hai ông cố nội này. Con bò sẽ thử trước nha anh em ơi, con bò này nó thua một điểm rồi, nó thua không có điểm nào rồi. Cái bùi đồ dành cho con bò ở cái gâu thứ hai này là mình sẽ lên là cái này, giày kiên cường và cái giáp thống khổ nè. Cái áo tròn thằng ga cho nó đốt máu một xíu, cái ghiều và cái món cuối cùng sẽ là cái Hecula thịnh nộ cho nó có một miếng đam cũng như là một cái miếng thủ một xíu nha anh em ơi. Trời, phong cách đấu sĩ con bò mình, phong cách đấu sĩ chao là cha, động trời không.
Rồi bình thường là quýnh đỡ đòn bịch cát không à, hôm nay phong cách đấu sĩ cho anh ta quýnh. Rồi bây giờ không biết con bò như thế nào nha. Ok ok, mình sẽ đổi cái phụ trợ là một xíu nha anh em ơi, mình đổi cái phụ trợ là thành con mắt đi ha. Ok. Đây đây đây, mình đổi lên thành cái con mắt đi cho nó soi sáng một vùng trời. Ai bò cố lên nè mày, hồi nãy mình thua con đẹp với con voi đó, con voi nãy có 12 đó ông nội. Voi nãy nó win đường đẹp mà nó gắn gắn win cái trận rau thứ hai này coi. Rau thứ hai lên full đầu win cũng dữ lắm, nó mỗi cái đòn đạm tay lên là 200 mấy 300 mấy nè. Đây nè nè, sắp xong được cái nhiệm vụ luôn nè. Rồi khều cái nữa, khều cái nữa nào. Khều cái nữa 13 gà bư đối với cái rau thứ hai dành cho rau bò tóc của chúng ta nha anh em ơi. Rồi con Togo mà chỉ với 13 giây ở cái rau thứ hai khi có đồ như thế này thôi, không biết con voi nó lợi không nữa nè. Trời ơi tôi thấy tuyệt vời dành cho anh bò rồi đấy. Trời ơi chỉ với như thế này là Sukana lắm mới được 13 giây để dành cho ở cái rau thứ hai dành cho chú bò của chúng ta đó nha. Trời ơi không biết rau voi như thế nào đây, Châu Na đây. Trời ơi Châu Na, tôi mong đợi Châu Na quá trời quá đắt luôn. Con bò thì vô cùng tuyệt vời rồi, 13 giây nha anh em, hãy nhớ nha, ở rau thứ hai nè. Anh em đang xem video nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em ơi. Ok 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 ok, tiếp theo sẽ là anh voi là cũng lên full đầu luôn, cái bôi đầu y như vậy, y như cũ, u như kỹ thôi anh em. Mà còn ơi rồi ơi ơi 13 nha, hồi nãy quỷ này nó lấy đường đẻm rồi đúng không, để coi rau thứ hai như thế nào đây. Đây cái bôi đầu u như kỹ như cũ thôi, một cái đôi giày kiên cường, một cái mắt soi sáng, cái giáp thống khổ, cái áo tròn thằng ga, cái nà đó, thiêu đốt đạch cái hôi cô le thịnh nộ và cây gèo hyuga. Ở cái gầm Hyoga hay cô le cái nào. Ok ok ok, chuẩn bị nha, hồi nãy con quỷ sứ này nó lấy đường đẻm mà, không biết rau thứ hai này nó có nhường con bò tót của chúng ta không nữa nè. Rồi rau voi với rau bò nhường nhường là hai anh em nhường nhau đang trong bò lấy đẻm không nội. Rồi voi gì đâu mà thắng hoài vậy, lấy đẻm nãy rồi, lấy đẻm ở cái rau khi không có đồ rồi, cái rau thứ hai có đồ thì nhường nhường xíu ra được không, nhường nhường không nhường thì nhường cái nha. Trời ơi để coi sao, chú voi đẹp trai của chúng ta, chú voi ở bản đơm, chú voi con ở bản đơm chưa có ngà nên còn vợ con, mà con voi này nó có hai cái cặp ngà chào bá lỡ rồi. Ok ok, để coi sức mạnh của con voi luôn nè. Bình thường thì voi thì lên phép nó mới thốn đúng không nào, ngày hôm nay thì lỡ đo lần thì lên full thủ full công luôn, dành cho vị tướng này, hai vị tướng này so sánh với nhau luôn. Kê rồi what the hell thiệt, tôi mới vừa nói kìa tôi tưởng nói kết quả bằng nhau luôn, ông có nội nào quất 11 giây hơn con bò chúng ta 2 giây, vậy là đâu có kết quả luôn ở cái rau thứ hai này nữa rồi anh em ơi. Trời ơi trời, con voi của chúng ta lấy luôn cái điểm thứ hai ở cái trận thứ hai này luôn, cái trận thứ nhất thì lấy điểm mà cái trận thứ hai lấy thêm điểm cái nữa, trận thứ nhất khi không có đồ thì 1-0, trận thứ hai thì khi không có đồ lại win 2-0 nghiêng về chú voi của chúng ta ngày hôm nay ở hai cái rau nha. Rồi voi quá trời mạnh luôn, hơn rau bò rồi, hơn rau bò của chúng ta rồi anh em ơi. Rồi mở ra cái rau tiếp theo nào, chứ voi ngày hôm nay nó quá trời mạnh luôn, nó lấy 2 nút rồi. Bởi vậy tôi mở cái rau thứ ba về thủ dành cho hai vị tướng này em ơi. Cái bôi đầu sẽ là ba cái phù chủ trường sinh, một cái nham thuẫn, một cái hơi cô lê thịnh nộp và một cái lữ liềm nha. Đó, dành cho hai cái vị tướng này thì để coi cái rau thứ ba thì vị tướng nó sẽ châu bò hơn đây. Trời ơi trời, coi có đúng với cái tên của mình, voi như châu như bò hay không đây, chứ voi nó lấy được 2 điểm rồi đó. Bên tay trái của chúng ta thì 2 nút rồi, bên tay phải của chúng ta thì vẫn chưa có nút nào. Trời ơi trời, đừng có buồn khóc nha ông nội bò. Đây đây, để coi cái điểm thủ nè. Đó, để coi cái điểm thủ coi cái vị tướng nào sẽ trâu nhất ở cái rau thứ ba này. Cái rau thứ ba sẽ là về cái độ sâu bò của mình khi bị chịu bắn nha. Đó, cái bôi đồ y như cũ thôi. Rồi voi có vẻ là không lợi rồi, voi có vẻ sắp hết cây máu rồi. Vậy là cái rau thứ ba này đã có kết quả luôn rồi nè mày. Vậy là chú bò của chúng ta tồn tại ở cái rau thứ ba này lâu hơn con voi nha anh em ơi. Trời ơi con voi thua ở cái rau thứ ba này, vậy là chú bò cũng của chúng ta vẫn lấy được 1 điểm ở cái rau thứ ba này nha. Trong cái trận đấu đo lường so sánh ngày hôm nay 2-1 nghiêng về voi, vậy là voi cũng thắng ngày hôm nay nha anh em ơi, lấy được 2 điểm là thắng ngày hôm nay rồi. Chú bò của chúng ta chỉ thắng duy nhất một cái trận đấu duy nhất ở cái rau thứ ba này thôi, bởi vì lấy được chỉ có 1 điểm thôi. Con voi của chúng ta thì 2 điểm nha, vẫn win ngày hôm nay luôn. Đấy chú bò với chú voi ngày hôm nay sức mạnh cũng khá là vừa vặt đấy. Ok anh em muốn mình đo lường cái về cái cặp đấu nào nữa thì nhớ bình luận mình giữ nha, những cái cặp đấu nào có thú vị thì mình sẽ làm gì anh em ấy. Cảm ơn em rất nhiều đã bình luận ý tưởng này cho mình nha. Anh em đang xem video nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh như anh em ấy. Ok cảm ơn em rất nhiều đã xem hết video này của mình nha. Anh em đang xem video nhớ cho mình một chia sẻ và bấm đăng ký kênh giúp mình luôn nha. Ok hẹn gặp lại tất cả anh em cho tất cả mọi người trong những video kỳ sau nè, chứ hai cái con này quá trời mạnh, quá trời bá đạo luôn rồi. 2-1 nghiêng về chú voi nha, mạnh bảy cái trưởng ấy chứ. Ok hẹn gặp lại mọi người nha, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.